Nhân viên mai táng hé lộ tình tiết khó tin trong vụ bé gái 8 tuổi. Bạo lực với trẻ em bị phạt 20 triệu đồng, liệu có đủ răn đe, ngăn ngừa? Thông tin về vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ hành hạ đến qua đời thương tâm. Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, nghi phạm đã làm hại con riêng của người tình, bị khởi tố thêm về tội tước đoạt đi quyền sống của người khác. Cha nạn nhân bị điều tra thêm 2 tội. Động thái này được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra sau 4 ngày hồ sơ vụ án được công an quận Bình Thạnh chuyển lên do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Chúng tôi đã nhanh chóng cập nhật những diễn biến mới nhất của vụ việc. Ngay bây giờ mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Nhân viên mai táng hé lộ tình tiết khó tin trong vụ bé gái 8 tuổi. Vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ là Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, quê Gia Lai, hành hạ dẫn đến qua đời tại chung cư Sài Gòn Pearl khiến cho dư luận phẫn nộ. Mới đây, những dòng chia sẻ của một tài khoản Facebook tiết lộ những góc khuất về thi thể cô bé xấu số 8 tuổi, một lần nữa khiến cho nhiều người quặn thắt tim gan. Có lẽ sự việc về bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ và bố ruột bạo hành cho đến qua đời vẫn chưa kết thúc khi ngày một nhiều lời khai, chứng cứ mới được hé lộ. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin, một tài khoản mạng xã hội cho biết rằng chồng mình là nhân viên tang lễ cho cô bé xấu số VA. Tài khoản này cũng hé lộ rằng những vết thương trên người cô bé xấu số này còn nhiều và nặng hơn những gì mà mạng xã hội đăng tải. Chồng em là người làm tang lễ cho bé. Khi cho nhân viên vào làm, các anh đã không cầm được nước mắt. Dù là những người chuyên nghiệp và có thâm niên trong nghề, chính chồng em là người mạnh mẽ mà còn khóc như đứa trẻ vì quá xót xa. Nhiều vết thương của bé hơn cả báo chí viết, kể cả vùng dưới của bé cũng bị thâm đen, nhiều vết thương bị mưng mủ, mặt bé cũng đen thui, đầu bị móp lại. Khám tử thi trong 4 ngày mới xong, tài khoản TTT viết. Sau khi bài chia sẻ của tài khoản này được đăng tải, nhiều cư dân mạng bức xúc để lại bình luận. Quá đau lòng, nhiều lúc muốn quên không nhắc lại chuyện này để bé gái siêu thoát, nhưng không thể im lặng khi xem những thông tin về vụ việc. Cần nhanh chóng bắt hai đứa này đền tội cho cháu bé. Quá tàn nhẫn, cần kêu gọi một phiên tòa công khai và trực tiếp trên các phương tiện truyền thông để răn đe những trường hợp khác. Đau lòng quá, không hiểu là không nuôi thì đưa cho mẹ nó, mắc gì lại phải nuôi mà sát hại bé như vậy, tức gì đâu. Càng theo dõi càng đau và phẫn nộ hai con quỷ này. Trước đó, sau khi bị công an bắt tạm giam, dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã khai rằng từng đánh cháu bé bằng roi mây, sau đó đặt mua gậy gỗ để đánh bé. Cứ tưởng rằng sự việc chỉ như những lời khai của kẻ máu lạnh này, nhưng ngờ đâu vài ngày, phía cơ quan chức năng trích xuất camera thì những sự việc còn tàn khốc hơn, man dợ hơn của người mẹ kế trẻ tuổi này lại lòi ra. Trong camera, phía cơ quan chức năng thấy, vào ngày bé VA qua đời, trong khoảng từ 14 giờ đến 18 giờ, dì ghẻ đã lấy cây gỗ dài đánh rất mạnh vào người bé, từ trên đầu xuống mông, lưng, trán. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang còn dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của bé. Hay Trang còn dùng dây trói tay bé lại, cho đến khi đứa trẻ kiệt sức, bắt bé quỳ học. Trong lúc đứa trẻ đang quỳ học, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái, khiến cháu gái dường như muốn đổ gục. Đã vậy, khi VA ngồi vào ghế học, Trang dùng chân đạp cho cháu bé ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực. Lúc này mụ dì ghẻ mới đỡ bé lên giường. Nhưng vì bị hành hạ trong khoảng thời gian dài, VA ngày một yếu ớt nên té ngã. Thấy vậy, Trang kéo đứa bé dậy thì miệng đứa bé trào ra những chất màu trắng. Sau đó cháu gái ngã xuống đất ngất lịm đi. Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bố ruột bé VA, người đã tiếp tay với nhân tình để hành hạ con mình đến chết. Sự ra đi của cô bé 8 tuổi khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa những ngày qua. Nhiều nghệ sĩ, KOLs chia buồn với nỗi mất mát của gia đình bé VA, cũng như lên án hành vi tàn nhẫn máu lạnh của người mẹ kế lẫn bố ruột của cô bé. Cùng chung niềm cảm xúc đó, nam rapper Karik mới đây đã chia sẻ một đoạn clip hé lộ bài hát giáp dành tặng riêng cho bé VA. Lời bài hát cũng như trích đoạn MV được cộng đồng mạng truyền tay nhau chia sẻ. Từng câu, từng chữ viết về số phận xót xa của bé VA, lời hát như cứa vào lòng người nghe. Hiện tại sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Bạo lực với trẻ em bị phạt 20 triệu đồng, liệu có đủ răn đe, ngăn ngừa? Quy định 130 về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em vừa được ban hành, kỳ vọng trở thành công cụ pháp lý hiệu quả trong bảo vệ trẻ em trước bạo lực, bóc lột lao động. Thạc sĩ Nguyễn Hải Anh, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững cho hay, Nghị định 130 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, bổ sung thêm một số quy định mới để xử phạt các hành vi vi phạm quyền tham gia của trẻ em, điều 27.
công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em, điều 31, vi phạm trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, điều 36. Đặc biệt, mức phạt cao nhất cho các hành vi vi phạm quy định về cấm bạo lực trẻ em tại điều 22 đã được tăng lên đến 20 triệu đồng, gấp đôi mức xử phạt quy định tại khoản 2 điều 22 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP là từ 5 cho đến 10 triệu đồng. Thạc sĩ Nguyễn Hải Anh chỉ rõ. Thạc sĩ Nguyễn Hải Anh nhận định, Nghị định 130 nâng mức xử phạt theo hướng tăng nặng, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về mức độ nghiêm trọng của các hành vi bạo lực với trẻ em, đặc biệt gần đây xảy ra vụ đánh đập khiến bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh thiệt mạng. Thực tế, nhiều phụ huynh người chăm sóc trẻ không nhận biết được đâu là hành vi bạo lực với trẻ em và coi đó là hành vi bình thường. Để giáo dục trẻ như trừng phạt, đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật, chửi mắng trẻ. Do vậy, bà Hải Anh cho rằng cơ quan chức năng cần mô tả rõ các hành vi vi phạm để mỗi người dân đều có thể nhận biết, phát hiện và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm khắc. Dù mức phạt có quy định cao đến mấy đi chăng nữa mà những hành vi vi phạm không được phát hiện và báo cáo với các cơ quan chức năng hoặc có báo cáo nhưng chỉ được những người có thẩm quyền xử lý qua loa đại khái thì sẽ không phát huy được tác dụng. Từ đó có thể gây ra tâm lý coi thường pháp luật, cho rằng nghị định chỉ quy định mức xử phạt hình thức vậy thôi, chứ thực tế thì không mấy ai bị xử phạt cả, thạc sĩ Nguyễn Hải Anh nói. Trong khi đó, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, Nghị định 130 là quy định cụ thể của Luật Xử lý Vi phạm Hành chính và Luật Trẻ Em 2016, đặc biệt là những hành vi vi phạm quyền trẻ em mà các cơ quan, tổ chức cá nhân không được phép làm. Nghị định 130 là công cụ pháp lý rất tốt khi đã đưa ra các chế tài, biện pháp xử lý hành vi vi phạm như hành vi bạo lực với trẻ em, bóc lột sức lao động, bỏ rơi trẻ em. Trước nay mình chỉ xử lý hình sự nếu gây tổn hại cho trẻ em ở mức độ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Còn hành vi chưa đến mức xử lý hình sự thì không có căn cứ để yêu cầu các cơ quan, tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật, ông Nam nêu rõ. Cục trưởng Đặng Hoa Nam lấy ví dụ hành vi không tố cáo, không thông báo hoặc cản trở, che giấu việc tố cáo. Thông báo hành vi xâm hại trẻ em đã được quy định tại Luật Trẻ Em 2016, nhưng chưa có chế tài xử lý cụ thể. Do vậy, Nghị định 130 đã đưa ra các chế tài xử lý vi phạm hành chính rõ ràng, hiệu quả. Nghị định 130 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, có nhiều điểm mới như mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng áp dụng cho các hành vi bạo lực với trẻ em như bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em, gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Các hành vi gồm cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em gây tổn hại về thể chất tinh thần của trẻ em, thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn hại về tinh thần cũng bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Theo Nghị định 130, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em có hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em thì sẽ bị phạt từ 20 đến 25 triệu đồng. Hành vi tổ chức ép buộc trẻ em đi xin ăn, cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Đặc biệt, mức phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng áp dụng cho các hành vi dẫn dắt, rủ rê, xúi dục, lôi kéo, kích động, lợi dụng trẻ em lao động trái quy định, bắt trẻ lao động trước tuổi, làm việc nặng nhọc, nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều mong rằng các cơ quan chức năng cần xem xét khởi tố người cha với những tội danh phù hợp mới thích đáng với bản chất của vụ việc. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ làm tới nơi tới chốn vụ việc, tránh bỏ sót người lọt tội. Bên cạnh đó, để không đứa trẻ nào trở thành nạn nhân, người dân hãy gọi ngay Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với đầu số 111 nếu phát hiện trẻ bị hành hạ để tránh trường hợp đau lòng tương tự xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin mới nhất về vụ việc trong bản tin kế tiếp. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác có trên kênh tin tức của chúng tôi.